có gửi thư tới nên nó gửi thư tới không? Nick số 1 em, ta giải vòng thi cấp trường vòng 12, lớp 8. Câu 1. Để chia hết, giờ các em tìm một nghiệm của đa thức này. Ở nick số 1 thầy giải đáp án là chủ yếu nha. Thầy giải tìm đáp án là chủ yếu ha. Còn qua nick số 2 thầy mới giảng kỹ. Thầy tìm được một nghiệm của đa thức này là bằng 2. Bằng 2. Rồi là thầy lấy nghiệm đó thầy thay vào đa thức bị chia thì kết quả phải ra 0. Các em coi lại định lý Bayou trong khóa học V81 ha. Như vậy là M sẽ bằng gì? Các em cứ tính 21 ít đi bình trừ 9 ít mũ 3 cộng ít mũ 4. Rồi thay ít bằng 2 vào nó ra 30. Vậy M sẽ bằng âm 30 các em nha. Đây. Coi lại định lý Bayou V81, các em sẽ hiểu bài đó. Tìm số nguyên. Tìm số nguyên N nhỏ hơn 0 để cho cái này chia hết cho cái này. Thì bài này các em dùng chức năng cuối cùng, bài giảng số 4 V81 các em giải nhanh cũng được ha. Nhập. Rồi các em bấm trên máy. Rồi các em cho x n chạy từ âm 19 tới âm 1 đi. Như thầy đã dạy trong V81 đó. Thì các em sẽ thấy là n sẽ bằng âm 2. Thì lúc đó sẽ chia hết. Kết quả chia là ra 5 ha. N bằng âm 2. Giá trị lớn nhất của A cộng B. Biết A và B nguyên dương. Thỏa mãn này. Bây giờ đây là một bài toán khó. Là kiến thức ở vòng lớp 8 này toàn bài khó không gì trời. A cộng B. A cộng B là lớn nhất khi nào? Biết A và B nguyên dương, thỏa mãn. Bây giờ các em sẽ có là A trừ B tất cả mũ 2 á thì luôn luôn lớn hơn bằng 0 nè. Có nghĩa là A mũ 2 cộng cho xin lỗi trừ cho 2AB cộng B mũ 2 á thì nó luôn luôn lớn hơn 0 đúng không? Bây giờ thầy thêm vô. Thầy thêm chỗ này thành cộng 2AB thì thầy phải trừ 2AB. Xin lỗi trừ 4AB để nó bằng như cũ ha. Như vậy tới đây thầy có là A cộng B tất cả mũ 2. Tất cả mũ 2 á trừ cho 4 lần AB thì tạo thành kết quả lớn hơn 0. Một phép trừ mà ra kết quả lớn hơn 0 thì có nghĩa là số bị trừ sẽ phải lớn hơn số trừ, tức là lớn hơn bằng 4AB. Mà lớn hơn bằng 4AB có nghĩa là gì? Lớn hơn bằng 400. 4 nhân 100 á. Như vậy là A cộng B sẽ lớn hơn hoặc bằng 20. Đó, như vậy giá trị nhỏ nhất của A cộng B sẽ là 20 các em. Ôi chết, thầy nhầm các em ơi. Thầy đang đi làm theo hướng là tìm giá trị nhỏ nhất của A cộng B. Còn đề lại cho là tìm giá trị lớn nhất của A cộng B mà AB nguyên dương nữa. Đúng không? Thì nguyên dương nhân nhau bằng 100 á thì nó có vài trường hợp thôi, 1 nhân 100 nè. Rồi cũng bằng 2 nhân cho 50 nè. Rồi cũng bằng 4 nhân cho 25 nè, đúng không? Nó có nhiều trường hợp nữa. Nhưng mà trong những trường hợp đó chỉ có số 1 cộng 100 là lớn nhất thôi. 1 cộng 100 là bằng 101 ha. Còn 2 cộng 50 mới có 52 à. Mấy cái kia nhỏ hơn hết. Vậy ta lấy 101. Rồi cái này là bằng 64 chia 4. 64 chia 4 thì bằng 16. 2 mũ x bằng 16 vậy x bằng 4 em nhé. Rồi cái này thì các em giải theo cái kiểu trong V82 thầy dạy ha. Lấy 2x ra làm thừa số chung, ở trong còn x cộng 3 bằng 0. 2x bình cộng 6x đúng rồi. Vậy x sẽ bằng 0 hoặc là x sẽ bằng trừ 3. Thì cái này sẽ nhân lại bằng 0. 0 cộng với trừ 3 là bằng âm 3. Câu số 6. Số nguyên tố x lớn nhất mà 85 vẫn chia hết cho x.
Thì các em lấy 85 chia cho phân tích thành thừa số nguyên tố đi. 85 phân tích thành thừa số nguyên tố là 5 nhân 17 đúng không? Như vậy là số 17. Ồ sao dễ vậy ta? Đề dễ vậy ta? Ôi trời ơi sao đề dễ vậy trời. Cái này 2016 nhân chia vậy bằng 2016 trừ 2017 là bằng âm 1. Câu số 8. Tổng các giá trị. Rồi cái này mình giải theo kỹ thuật trong khoa học V81 nha. X trừ 2 nhân x trừ 3 cái nhân vô là thành x bình. Trừ 3x trừ 2x là trừ 5x. Rồi cộng cho 6 bằng 6. Như vậy là ta có x nhân cho x trừ 5 là bằng 0. 6 với 6 là què bỏ đi. Vậy là x sẽ bằng 0 hoặc là x bằng 5 ha. 0 cộng 5 thì bằng 5. Câu 9. Cái này toán lớp 7 mà nhẩm luôn. Chúng nhẩm luôn cho rồi. 3 với 4 được không? Được. 4 với 3 được nhưng mà cộng lại không bằng 14. Vậy là 8 với 6. 8 với 6. Vậy x bằng 8. Bài thi số 2. 12 con giáp. Lớp 8 vòng 12 nít 1. Lần thi đầu tiên. Nít 1 thầy tìm đáp án là chủ yếu của em nhé. Không có ham giải. Một hình vuông và một tam giác có chu vi bằng nhau. Độ dài các cạnh của tam giác là 7 8 9, vậy lấy 7 cộng 8 bằng 9. 7 cộng 8 bằng 9 là bằng 24, rồi chia cho 4 là ra cạnh hình vuông là bằng 6. Cạnh hình vuông bằng 6 thì diện tích của nó là 6 nhân 6 là 36 ha. Hình thoi ABCD mà có góc A bằng 90 độ vậy thành vuông mất rồi. AC cắt BD tại O. Vậy góc BOC sẽ bằng 90 độ. Rồi con ngựa. Rút gọn A cộng B với B cộng A, B với B là hết. A bình với A là còn A. 4, 4A phần 3. Đây. Sao đề dễ vậy trời. Một đa giác có tổng các góc trong. Thì cái này các em học công thức rồi. Ở trong khóa V82 là thầy đã dạy rất kỹ. Tổng các góc trong của một đa giác á, là sẽ bằng N trừ 2 nhân cho 108. Đó. Và theo đề thì tổng các góc trong này thì bằng 1080. Vậy từ đây các em sẽ tính được N thôi. 1080 chia 180 rồi cộng cho 2 là bằng 8. 8 đỉnh. Mèo. Hình thang cân mà có một góc vuông thành chữ nhật. Trời ơi, dấu hiệu nhận biết luôn mà. Con chó. Số chữ số. Ôi trời, dễ sợ quá. Không sao các em. Như vậy là nó sẽ bằng là 2 mũ. 2 mũ 5 5 x 2 là 110. Nhân cho 5 mũ 110. 5 2 10. 5 2 10 đúng không? Như vậy nó sẽ bằng 10 mũ. 10 mũ 110. Tức là số 1 với lại 110 số 0 đằng sau. Vậy là 111 số, chữ số các em. Con dê. Vẽ hình đi. Cho hình vuông ABCD. Có cạnh AB bằng 6. Trên hai cạnh BC và BD, CD. Đấy, BE. BE bằng 2. DF bằng 2. ABCD cạnh bằng 6. E thuộc BC, F thuộc CD. BE bằng 2. DF cũng bằng 2. Khi đó diện tích tam giác AES. Ồ, bài này là cũng dễ mà. Diện tích tam giác AES. Bài này quánh từ ngoài vô kìa. Bài này các em tính 3 miếng ở ngoài rồi sau đó các em trừ lấy diện tích hình vuông trừ.
Đây thầy vẽ hình nha, tứ giác hình vuông nè, hình vuông ha. À, thầy giấu mình giữ đi. Rồi đây là ABCD nè, A B C và D, lấy điểm đây, E trên này, F trên CD, A B C D E F. Rồi thầy nối lại diện tích tam giác A E F là diện tích tích cần tính đúng không? Vậy em muốn tính miếng này thì em tính 3 miếng ở ngoài nè, 3 miếng bao vây là em lấy hình vuông trừ thôi. Diện tích hình vuông là bằng 36 nè, để dành đó nhớ. Còn diện tích miếng này chỗ này bằng 2, BE bằng 2, đây là 6. 2 nhân 6 là 12, chia đôi vậy đây là bằng 6. Đúng không? Miếng này bằng 6 nè. Miếng này cũng bằng 2 nhân 6 12 chia đôi 6. Còn miếng này á, đây là 4, đây là 4. 16, 4 nhân 4 là 16 chia đôi là 8. Rồi, vậy các em lấy 36 trừ 6 trừ 6 trừ 8 là bằng 16. Ok, bài này nhìn rối quá các em. Bài này hàm số thỏa mãn đẳng thức F0. Giờ F0 là gì? F0 là bằng A nhân 0 cộng B nè, rồi B. Đúng không? Như vậy F của F0 là bằng gì? A nhân B cộng B. Rồi F của F0 trừ gì dễ sợ vậy? 3 tầng luôn nha. Như vậy là bằng A nhân cho AB cộng B rồi lại cộng cho B. A nhân 0 cộng B bằng B rồi. Rồi A nhân B cộng B rồi. Rồi A nhân AB cộng B. Trời ơi khủng khiếp quá. Tiếp tục F1. F1 thì bằng A nhân 1 cộng B, tức là A cộng B. A nhân 1 là A, cộng B là A cộng B. Rồi F của F1 là sẽ bằng A nhân cho X, là A cộng B đó. Rồi cộng B. Cái này hại não quá các em ơi. F của F của F1 dễ bị điên quá. Chỗ này sẽ bằng gì? Bằng A nhân cho cái đám này rồi cộng cho B nữa. Nhìn đúng dễ bị điên thật. Bây giờ theo đề thì cái này nó bằng 2 các em nhé. Này bằng 2 nè, nhân phá ra đi. A nhân AB là A bình B, rồi cộng cho AB. Nhân đơn với đa mà. A bình B cộng AB rồi cộng cho B. Rồi theo đề là nó bằng 2. Chú ý cái này người ta cho đó. Rồi ở dưới người ta lại cho là bằng 29. Cái này phá ra nè. Rồi cái này là A bình AB cộng B. A bình cộng AB cộng B. Đúng không? Rồi theo đề. Theo đề thì cái này bằng 29. Phá ra tiếp. Vậy là A mũ 3 cộng cho A bình B cộng cho AB. A mũ 3 cộng A bình B cộng AB. Rồi cộng B nữa bằng 29. Úi trời, khủng khiếp quá. Bây giờ thầy thấy quen quen nè các em ơi. A bình cộng AB cộng B này. A bình
A bình B cộng AB cộng B là nhớ quen quen giống cái này ha. Rồi, cái nhìn. Nhìn cho kỹ để phối hợp hai cái đó lại ha. A mũ 3 cộng A bình B, đây thiếu chữ B, trời đất. A mũ 3 cộng A bình B cộng AB cộng B. Thì lấy ở trên ráp xuống. Lấy trên ráp xuống thôi. A bình B cộng AB cộng B là trên này có rồi nè. A bình B cộng AB cộng B là bằng 2. Như vậy là A mũ 3 nó sẽ bằng 27. A sẽ bằng 3. Khủng khiếp, khủng khiếp. 2, 2, 2. Số, các số có 3 chữ số chia hết cho 13. Ai, toán lớp 6 à. Số đầu tiên chia hết cho 13. Giờ các em lấy 100 chia 13 có dư mấy? 100 chia cho 13 là dư 9. Dư 9 đúng không? Vậy phải bổ sung thêm 4. Là 104 mới chia hết cho 13. Thử coi. 104 chia cho 13. Đúng luôn. Và kể từ giờ mình cộng 13 lên thôi. Là 117. Không? Rồi vân vân. Giờ tới 999 coi chia 13 dư bao nhiêu. 999 chia cho 13 là dư 11. Vậy mình trừ đi 11 là nó chia hết thôi. Là 988. Thử lại coi 988. 988 chia 13 đúng chia hết luôn. Rồi lấy cuối trừ đầu chia khoảng cách cộng 1. Các em lấy 988 trừ 104 chia khoảng cách là chia 13. Toán lớp 6 nha. Cộng 1 bằng 69. Còn em nào không hiểu thì đăng ký khóa học V61, V62 của thầy mà học. 69. Ok. Con heo. Wow, đây là một bài mẫu. Đây là một bài mẫu trong khóa học V81. Đó, các em thấy lợi chưa? Thấy lợi chưa? Bây giờ ha. Bây giờ nè. Số dư của x mũ 3 cộng ax cộng b chia cho x cộng 1 á, là mình sẽ lấy nghiệm của x cộng 1 là trừ 1 thay vào đây. Vậy là ta có là trừ 1 mũ 3 cộng cho A nhân cho trừ 1 cộng cho B. Thì theo đề là cái số dư này nó bằng 7. Rồi tương tự như vậy. Lúc chia cho x trừ 3 thì ta thay nghiệm của x trừ 3 là 3 vào cái đa thức bị chia. Là thành 3 mũ 3 cộng A nhân 3. Rồi cộng B thì bằng 5. Như vậy các em sẽ có một hệ phương trình. Ở trong khóa học V81 thì dạy kỹ về hệ phương trình rồi. Trừ A cộng B sẽ bằng 8. Chuyển vế qua đổi dấu nha. Rồi 3A. 3A cộng B sẽ bằng 8 trừ 27. Rồi bằng âm 19. Ủa? Chết. Sẽ bằng 5 chứ. 5 trừ 27 âm 22. Rồi giải hệ các em. Giải hệ phương trình khóa học V81 nha. Rồi trừ 1 nè, 1 nè, 8 nè, 3 nè, 1 nè, âm 22 nè. Như vậy là A sẽ bằng âm 15/2. Còn B là 1/2. Người ta hỏi A thôi. Vậy là âm 15/2. Em nào mà chưa học V81 thì lập tức làm ơn đăng ký học dùm cái. Còn không thôi là mình không có trụ được vùng trường đâu. Đừng có nói vùng huyện và vùng tỉnh các em nhé. Rồi. Bài thi số 2 ta đã dớt đẹp. Bài thi số 3. Rồi, cái này rút gọn. X bình ở trên, y rút hết trơn luôn. Vậy là bằng 1/10. Không xác định khi x bằng 2. Hỏi dễ quá trời. Câu này cũng phải sướng quá nhỉ. Rồi,
Nhân nghịch đảo, 20 nó lộn lên. Ở dưới là 5 nhân 2. X chữ Y rút hết. Vậy là bằng 2 gram. Đúng không ta? 20 chia 10 được 2, đúng rồi, X chữ Y rút hết rồi. Rồi, ở trên tử là X cộng 2 trừ 1 là thành X cộng 1. Rút gọn dưới là 1 luôn. Sao đề dễ trời. Wow. Wow. Oh my god. Oh my god. Em sợ quá, em sợ quá. Thôi bình tĩnh kìa. Bình tĩnh. Không có vấn đề gì hết. Trong mọi tình huống mình phải bình tĩnh. Kinh quá. Rồi đọc đề coi. Viết liên tiếp. Từ ô chứ bài này bài toán lớp 6 em ơi. Nó hù mình đã rồi mình nhận ra đây là bài toán lớp 6 à. Đúng ta. Rồi. Phải giảm kỹ cho tụi bay coi luôn. Từ 1 tới 9 á là có 9 chữ số. Đúng chưa? Còn từ 10. Từ 10 tới 9 á là có bao nhiêu số nè? Là có 90 số đúng không? 99 trừ 10 cộng 1 là 89 cộng 1 90 số. 90 số mà mỗi số có 2 chữ số vậy là bằng 180 chữ số nè. Mà toán lớp 6 các em đăng ký V61, V62 học đi sẽ gặp bài này thôi. Từ 100 cho đến 999 là có 900 số. Đúng không ta? 999 trừ 100 là bằng 899 cộng 1. Và mà mỗi số có 3 chữ số. Như vậy là 900 nè. 900 nhân cho 3 là bằng 2007. Như vậy là sơ sơ là các em thấy là có 9 cộng 108 rồi đó. Cộng cho 2007 rồi đó. Là nó vọt quá cái này rồi các em ơi. Nó vọt quá 2016 rồi. Đúng không? Như vậy là không tới 99 đâu. Mà là số đó thì gọi là số ít đi. Tới số ít. Thì số chữ số thì cái số số này. Từ số 100 cho tới số ít là mình sẽ lấy ít trừ 100 cộng lại 1. Rồi nhân cho 3. Đó, là có chừng này chữ số. Bao nhiêu chữ số đó thầy không biết. Rồi giờ thầy cộng là 9 cộng 108 rồi cộng cho cái này. Thì theo đề là nó bằng 2016 chữ số. Đúng chưa? Rồi từ đây mình tìm ít. Mình làm cái đề nó đỡ sợ hơn coi. 189 cộng cho 3 nhân mở ngoặc x trừ cho 99 bằng 2016. Rồi giải tìm ít. V81 708 nha. X sẽ bằng 708. Như vậy là gì? Như vậy là cái số ít đó là số 708. Như vậy là chữ số thứ 2016 đó là chữ số 8. Đúng không? Mình thử lại coi. 1, 2, 3, vân vân. Cho tới 9, 10, 11, vân vân. Cho tới 707, cho tới 708. Thử lại nha. Thử lại chọn chắc đi các em ơi. Nãy giờ mình tốn nhiều thời gian quá mà sai thì uổng lắm. Rồi 100 tới 708. 100 tới 708 là có bao nhiêu số? 708 trừ 100 cộng 1 là 609. 609 mà nhân cho 3. 609 nhân 3. 1827. Rồi giờ mình cộng lại thử coi. Mình cộng lại thử coi. 9 nè, cộng 180 nè, cộng 1827 nè. Đúng 2016 luôn. Vậy là chữ số 8 các em nha. Sai cái ép luôn.
Chữ số thứ 26 là chữ số 8. Quà nó rớt xuống là thua. Rồi. X. Ồ, bài này dễ, bài này dễ. Bài này quá dễ luôn. X mũ 2. Các em nhân lại thôi. Các em nhân hai bên này lại nè. Bên trái nhân với bên trái, còn bên phải nhân với bên phải. X mũ 2 y z mũ 3. X mũ 2 y z mũ 3 nhân cho x y mũ 2 thì bằng 4 mũ 3 nhân cho 4 mũ 9. Đó. Như vậy mình sẽ có là x mũ 2 nhân x là x mũ 3, y nhân y mũ 2 là y mũ 3, z mũ 3. Vậy là ta có x y z tất cả mũ 3. Ta có x y z tất cả mũ 3 là bằng 4 mũ 12, tức là 4 mũ 4 tất cả mũ 3. 4 mũ 12 là 4 mũ 4 tất cả mũ 3, đúng không? Vậy từ đây x y z á là sẽ bằng 4 mũ 4 các em. Rồi 256. Có sai chỗ nào không ta? 4 mũ 12 là 4 mũ 4 tất cả mũ 3. Đúng rồi, 256. Rồi, cộng tử giữ mẫu thôi, gì đâu. Hai cái phương thức đầu cộng lại là bằng 1. Hai phương thức sau cộng lại là bằng 4 trừ x trên x trừ 4. Lên trừ 1. 1 cộng trừ 1 thì bằng 0. Trời hỏi nít. Đề dễ, đề thi mà sao ra dễ vậy ta. Tổng 3 số nguyên tố bằng 894. Số nguyên tố nhỏ nhất là nhiều. Lấy đại 2 đi. Cộng lại bằng số chẵn này bắt buộc là trong 3 số đó là phải có một số chẵn. 2 cộng 8, 9, 2 là cái chắc lên này, đúng không? Vậy số nhỏ nhất là số 2 với số mấy? Chứ chả lẽ 3 số lẻ, 3 số nguyên tố lẻ mà cộng lại thì làm sao ra chẵn được, đúng không ta? Nè, giờ giả sử cả 3 số nguyên tố đều lẻ hết đi, là lẻ cộng lẻ ra chẵn, chẵn cộng lẻ là ra lẻ. Mà đề cho tổng 3 số nguyên tố là 894 là số chẵn mà. Vậy bắt buộc phải có số chẵn đúng không? Mà số nguyên tố chẵn duy nhất là số 2. Thì suy nghĩ gì giống mệt. Đúng chưa? À, thầy đang ngồi gần một học sinh lớp 8 nghe. Anh ta cũng là một cao thủ. À, luyện giáo trình của thầy rất là nhiều rồi. Anh ta làm rất là nhanh. À. Tiếp tục. Tìm số tự nhiên sao cho nó là số nguyên tố. Các em dùng chức năng tính thôi. Dùng chức năng tính đó. Bài giảng số 4 V81 á, tính cho lẹ ha. Mốt. Rồi. Mở ngoặc nè. N mũ 2 trừ 8 đóng ngoặc mũ 2. Rồi cộng 36. Rồi mình nhập x mũ 2 trừ 8 tất cả mũ 2 cộng 36 nữa. Cho nó chạy từ 0 đi. Số tự nhiên là 0 cho tới 19. Bước nhảy là 1. Ra 100 là không phải số nguyên tố rồi, 85 không phải rồi, 52, 37 số 3 các em. X mũ n bằng 3. N bằng 3 thì nó sẽ là số nguyên tố. Là nó tính ra 37 số nguyên tố. Bài này ta giải hình như ở vòng trước ta có giải rồi. Các em lấy x trừ 1 nhân x cộng 6 á, là nó sẽ ra là x mũ 2 cộng 5x trừ 6. Còn x cộng 2 các em nhân với x cộng 3, nó sẽ ra x mũ 2 cộng 5x cộng 6. Đúng chưa? Như vậy nó ra hàng đẳng thức nè. X mũ 2 cộng 6 x trừ x là 5x trừ 6. Rồi nó ra hàng đẳng thức số 3 kìa.
x mũ 2 cộng 5x tất cả mũ 2 và trừ cho 6 mũ 2 tức là trừ 36 đó. Này lớn hơn bằng 36 thôi. Và nó đạt được giá trị nhỏ nhất khi nào? Người ta không có hỏi giá trị nhỏ nhất đâu nghe, nó đừng có trả lời trừ 36 nè. Trả lời x khi nào? Như vậy là khi bằng trừ 36 khi này bằng 0 này, khi cái ngoặc đơn này bằng 0 này. Rồi các em giải bài này bằng 0 thì các em suy là x bằng 0 hoặc là x bằng trừ 5. Người ta lấy x bằng trừ 5 ha. Người ta hỏi x bằng số âm mà. Rồi ta đã hoàn thành nít số 1 với số điểm tối đa. Nít số 2 thầy sẽ giảng kỹ hơn các em nha. Yên tâm đi, có thầy đây rồi. Rồi cảm ơn anh bạn đang ngồi với thầy ha. Anh bạn lớp 8.